Ok, Kevin Texas xin mến chào các bạn thân yêu của mình nha. Mình yêu các bạn nhiều lắm. Bữa nay mình sẽ nói về giống chó Old English Sheepdog, hay còn gọi là chó chăn cừu các bạn. Đọc là đúng rồi đó. Thường mình nói tới chó chăn cừu là những anh như là bạc dê Đức hay là bạc dê Mỹ đúng không? Còn chó xuồng này các bạn nó là chuyên gia chăn cừu luôn á. Nhưng mà không hiểu vì sao các bạn, loài người chúng ta không có thích nuôi cái giống chó này nữa. Cho nên dân số nó bị giảm các bạn. Trước tiên thì mình xin phép chia sẻ với các bạn một số thông tin cơ bản về cái giống chó này. Giống chó này thì nó xuất phát từ nước Anh nha các bạn. Và nó cao tầm 61cm. Và nó nặng là 46kg. Khá to đó các bạn. Và nó có hai lớp lông nha. Các bạn nhìn thấy lớp lông này là rất là dài luôn. Đặc biệt nha các bạn. Hai lớp lông nhưng mà không bao giờ nó rụng lông nha. Và cái lông nó tiếp tục nó cứ mọc dài hoài vậy đó. Mà thấy đọc chưa? Đặc điểm nổi bật của cái giống chó này các bạn là nó rất trung thành nha. Lúc nào nó cũng muốn quấn quýt, không rời xa bên mình, lúc nào mình đi đâu cũng đi theo đó. Và nó thích cả cạ vào người mình đó các bạn. Cho nên cái giống chó này làm thú cưng là tuyệt vời luôn. Nhưng mà thú cưng lớn nha các bạn. Nó lớn lắm đó nha. Các bạn không khéo mà nó cũng hút các bạn một cái là cũng bầm tím trên tay chứ mình giỡn chơi à. Các bạn hãy tưởng tượng đi, mùa đông xứ người hay là quê hương mình cũng vậy, giống như Đà Lạt hay là miền Bắc đi, Hà Giang, Bắc Giang rồi đó, trời lạnh mà có một cuốn cưng nhiều các bạn thấy không, mình nó ôm nó một cái mình cũng ấm luôn, cái dàn lông nó rất là dày. Nhưng mà nó có cái lợi, nó cũng có cái hại các bạn. Ví dụ như là miền Nam của mình đi, Sài Gòn hay là Texas của mình thì nóng lắm, mùa hè mà dẫn bé đi ra ngoài nắng là làm bạn bé bị sốc nhiệt luôn á. Tức là chỗ mà khí hậu nóng thì mình nuôi vẫn được, nhưng mà lúc mà nó nóng thì nên để bé trong máy lạnh rồi chiều mát mát thì đem ra. Cô chủ có nói là vì lông nó khá dài các bạn, cho nên ngày nào cũng phải chải lông cho nó hết. Các bạn không chải lông cũng không sao, nhưng mà lông nó cứ dài mọc dài đó các bạn, nó sẽ bị rối, nó xoắn. Các bạn lưu ý nha, là giống chó này nó có đuôi nhưng mà cô chủ này đã cắt đuôi các bạn, cho nên nhìn nó ngộn ngộ phía sau. Mình thì sao mình không khoái vụ cắt đuôi các bạn ơi. Trong nhóm mình có ai đã từng nuôi giống chó này không? Và các bạn có cắt đuôi chó không? Nếu mà cắt thì vì sao các bạn thích cắt đuôi chó? Và nếu mà các bạn không cắt thì vì sao? Nói chung là mỗi người thì đam mê khác nhau thôi. Để chia sẻ góp ý. Các bạn đang coi là một siêu phẩm á. Tức là trong cái dòng thi số 1 là thi những cái chú chó cùng loại, thì cái cô chó này đoạt giải nhất. Một tí nữa sẽ vô cái cuộc thi thứ hai. Cuộc thi thứ hai tí các bạn coi video các bạn sẽ thấy, cho nên đừng có bỏ qua video. Tức là tổng hợp của những siêu phẩm của những cái đồng đội khác nhau thi với nhau, rồi đó người ta chọn ra giải nhất nhì ba tư. Hay không các bạn? Cô chó này cũng giống như là một siêu sao điện ảnh hay là ca nhạc thôi các bạn. Đi đâu ai cũng tới hỏi thầm, ưu cái giống chó gì to, ai cũng muốn chụp hình. Trong đó có mình các bạn, mình mới chạy theo giao lưu với lại cô chủ để mà chia sẻ cho các bạn đam mê các bạn ơi. Các bạn nhớ ủng hộ mình nha, cứ coi video bấm nút thích và đăng ký cho mình là mình vui rồi. Cuối cùng thì cái khoảnh khắc tuyệt vời mà ai cũng chờ đợi đã đến. Các bạn thấy không, nguyên một dàn luôn. Nhìn cô bé đi các bạn, nhìn vô thấy cái dàn lông xù là nhận ra liền. Các bạn để ý đây là tất cả những cái loại chó mà chăn cừu nha các bạn. Mặc dù có những bé nó nhỏ hay là nó cao nó lớn, nhưng mà toàn bộ cái giống này là chăn cừu để mà thi với nhau. Mình nhìn mà mình hoa cả mắt các bạn. Hoa cả mắt đây không phải là do đói bụng hay bị bệnh, mà nhiều siêu phẩm quá nó làm cho mình tưởng tượng như mình lạc vào thiên đường chó các bạn. Các bạn biết không, mình vô đây mình coi mê mà quên ăn quên uống luôn các bạn. Về tới nhà xong thấy phát hiện ra mình đói bụng quá. Các bạn hãy tưởng tượng đi, nếu các bạn là giám khảo của cuộc thi này thì các bạn sẽ chọn bé nào là quán quân. Các bạn hãy bình luận ở dưới cho chúng ta cùng coi và lý do vì sao. Cảm ơn các bạn đã coi video bữa nay của Kim in Texas. I love you.